Xin mời chào toàn thể anh chị em đang theo dõi trên kênh của Bằng Đoàn TV. Nơi và Bằng Đoàn TV sẽ chia sẻ tới anh chị em những kinh nghiệm về chăm sóc cũng như huấn luyện cún cưng, cũng như thông tin về các sự kiện chó mèo đang diễn ra trên toàn quốc. Chó hồng mông cột đuôi trông giữ nhà có tốt không? Một câu hỏi nghe có vẻ hơi thừa thãi phải không các bạn? Vậy thì trong cái video này, Bằng Đoàn và các bạn cùng tìm hiểu xem ngoài cái khả năng canh gác bảo vệ lãnh thổ ra thì hồng mông cột có thể còn làm được những việc gì khác nữa. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Các bạn hãy nghe mình nhắc tới Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga nghiên cứu và phát hành cái bản tiêu chuẩn giống chó hơ mông cột đuôi. Như vậy thì Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga này nó là cái đơn vị nào và họ có chức năng nhiệm vụ gì và tại sao họ lại nghiên cứu về cái bản tiêu chuẩn giống chó hơ mông cột đuôi? Thì xin thưa với các bạn thế này, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga thì nó là một cái trung tâm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng, là một trung tâm hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên bang Xô Viết, ngày nay là nước Nga. Đây là hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga, được thành lập vào năm 1988. Trung tâm này nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả đào tạo cán bộ và chuyển giao công nghệ. Đề tài nghiên cứu về các giống chó bản địa Việt Nam nhằm mục đích đưa vào sử dụng làm chó nghiệp vụ. Thì giống chó hơ mông cột đuôi và giống chó sông mã là hai giống chó đã được Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga làm đề tài nghiên cứu, và những chú chó hơ mông cột đuôi và chó sông mã đã được đưa vào huấn luyện nghiệp vụ, được sử dụng trong việc dò tìm bom mìn, ma túy và cứu hộ. Và chính Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã viết nên cái bản tiêu chuẩn đối với giống chó hơ mông cột đuôi này. Sau đó bên VGA có nhờ bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga hỗ trợ cung cấp tư liệu cũng như là cung cấp cái bản tiêu chuẩn này để VGA lấy làm bản tiêu chuẩn cho giống chó hơ mông cột đuôi của Hiệp hội Chó giống Việt Nam. Vậy nên là tại sao mình cứ hay chọn là theo cái thiên hướng của bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, bởi vì họ là người nghiên cứu trực tiếp trên con chó hơn 1.000 cá thể. Vì cái thời ngày xưa nếu như anh em nào mà sinh hoạt ở bên Vietpet ấy thì đều biết cái ông Alex chuyên gia người Nga đấy hay đi cùng với đoàn của anh em bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, cộng với lại anh em chơi ở bên Vietpet thì hồi đấy có Dương Tai Vảnh này, cộng với anh Hùng Trung Yên này, sau này còn có thêm một số anh em khác nữa, trong đó là có cả anh Nguyễn Trung Tuấn, tức là anh Tuấn Bốc đấy, là giám khảo của Hiệp hội Chó giống Việt Nam bây giờ. Và qua quá trình nghiên cứu thì bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga có đánh giá qua cái con chó hơ mông này là nó là một con chó để canh gác bảo vệ lãnh thổ rất là tốt. Bởi vì bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga họ nghiên cứu trực tiếp ở trên con chó. Họ đưa về huấn luyện, rồi họ nuôi sinh sản, nhân giống cũng có. Họ tiếp xúc với rất nhiều, trên hơn 1.000 cá thể hơ mông cột đuôi. Nên bản thân mình thì mình cứ hay lấy cái tiêu chí mà bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga họ đưa ra. Thế còn thì cái bản tiêu chuẩn của VGA họ đưa ra thì nó cũng la lá như thế, nhưng mà nó có một cái sửa đổi đôi chút. Trải qua cái quá trình bản thân mình cũng nuôi, nghiên cứu và tìm hiểu từ cái hình thức cho đến tính cách, cũng như là thường xuyên là cho nó ra ngoài thả nó tự do, xem cái từ cái khả năng săn bắt, rồi cái cách nó di chuyển, cũng như là cái việc mà khi nó tiếp xúc với người lạ, rồi cách nó phản ứng với người lạ, và cộng với lại trao đổi thêm lên với anh em bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, thì đúc rút ra một điều thế này: ngoài cái khả năng canh gác và bảo vệ lãnh thổ ra ấy, chó hơ mông cột đuôi là một con chó đánh hơi rất là tốt. Anh em bên Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga hiện tại đang nghiên cứu trên hai cái giống chó là hơ mông cột và chó sông mã. Họ thì họ không thiên về săn bắt mà họ cũng chẳng cần canh gác. Thế nhưng mà họ đang huấn luyện hai cái dòng chó này thì chuyên về đánh hơi. Theo như anh em trao đổi, chó hơ mông cột thì họ đang huấn luyện thiên về là dò tìm ma túy và cứu hộ. Thế còn chó sông mã thì họ đào tạo để dò tìm bom mìn và cứu hộ. Tại sao lại chó mông cọc thì lại dò tìm ma túy, còn chó sông mã thì lại dò tìm bom mìn? Bởi vì như anh em trao đổi thì là khi nó phát hiện ra cái vật cần tìm ấy thì cái con hơ mông cọc nó kích động hơn, nó phản ứng mạnh mẽ hơn, nó cào rồi nó bới, nó đào. Thì ví dụ như ma túy thì tìm như thế thì ok, nhưng nếu nó là bom mìn như thế thì lại nguy hiểm, bởi vì nó bom mìn thì có thể nó lổ. Ở cái con chó sông mã thì nó điềm tĩnh hơn, thì hai cái giống chó này nó phản ứng với nhau nó hơi khác một chút. Thế nên họ chia ra để họ đào tạo nó sử dụng thành ở hai cái mảng khác nhau. Chó hơ mông cọc thì truy tìm về ma túy, còn chó sông mã thì truy tìm về thuốc lổ. Cả hai thì đều sử dụng được trong cứu hộ. Thế ngoài ra thì trong cái quá trình nuôi ấy, thì mình thấy một số cái vấn đề như thế này này. Kể cả đối với việc canh gác và bảo vệ lãnh thổ thì bình thường con chó hơ mông cột đuôi nó làm rất là tốt. Ví dụ như nhà chúng ta nuôi chó, khi mà các bạn nghe được tiếng chó sủa thì kiểu gì cũng có người lạ đứng ở ngoài. Mà con cọc thì nó có một cái hay là nó không sủa động. Người đi ngoài đường cười nói chuyện vô tư, nhưng chỉ cần dừng lại trước cổng nhà thôi hoặc trước cửa nhà thôi thì lập tức là nó sủa ngay. Thì đấy cũng là một cái lợi thế thì nhà trong thành phố hay kể cả bản thân mỗi gia đình chúng ta, kể cả ở thôn quê luôn. Bởi vì sao? Là nhiều khi mà con chó nó hóng hớt quá thì nó mất trật tự. Nhiều khi thì đang làm nghỉ mà nhà thì gần đường, con chó thì cứ thấy người đi qua mà sủa thì rất mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống. Thì đấy là cái ưu điểm của con hơ mông cọc, đấy là ưu điểm đầu tiên. Cái ưu điểm thứ hai nữa là hơ mông cọc đuôi nó phản ứng đối với người lạ khi vào nhà là rất dữ dội, tức là chúng sủa gay gắt và chúng làm rất là căng, thậm chí là có thể chúng tấn công. Nó khác với một số dòng chó khác, ví dụ như chó ta hoặc thậm chí ngay kể cả với chó Phú Quốc thì sủa rồi chạy vòng quanh rồi sủa lùi. Thế nhưng mà riêng con hơ mông cọc là nó chấn giữ, nó sủa gay gắt và nó có thái độ là đe dọa, nhiều con chúng nào vào tấn công luôn.
Thì đây cũng là một cái điểm rất hay ở con chó hông cọc đuôi, tức là nó thể hiện một cách rất là quyết liệt. Kể cả anh em bên trung tâm nhiệt đới Việt Nga cũng phải ghi nhận rằng hông cọc nó dữ. Một đặc điểm nữa là gì? Chúng phát huy sức mạnh rất là cao nếu như chúng được sống bầy đàn. Đấy cũng là cái lý do tại sao như trên bản ấy, chó mà thả ra mà một vài con mà anh em vào bản thì nó cũng náo loạn cả lên. Và ngay như kể cả như nhà chúng ta, nếu như chúng ta nuôi tầm khoảng 2-3 con thì mình nghĩ rằng là thực ra là người lạ vào là rất khó khăn. Trước kia mà những cái ngày xưa cái lúc đầu tại sao là tôi đi là tầm cọc ấy, là bởi vì một số anh em mà họ làm về bóng này, về các cái trang bóng đá đấy, rồi làm về số má. Thế là anh em là cứ hay tuyển cọc mà. Anh em biết đến là chó hông cọc đuôi nó canh gác, nó rất thính và nó dữ. Thế nên là cứ mua về xong bắt đầu là đến cái giờ mà làm số là cứ thả rông ra ngoài. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm mà nên họ hay sử dụng. Và một điểm nữa là các bạn thường thấy rằng là những con chó mà ở trên bản ấy, mà những người hâm mông người ta nuôi ấy, con chó nó thường khá dữ. Cái thứ hai nữa là cái độ trung thành. Bạn phải thấy rằng là nếu một con chó con đưa bản về các bạn thuần hóa thì nó còn dễ. Thì nếu một con chó trưởng thành đưa về đây ấy, những ngày đầu nó buồn bã, rồi mình cảm giác như kiểu nó nhớ nhà. Nhiều con nó bỏ ăn cả tuần luôn các bạn. Thì đây cũng là một cái đặc điểm rất là tốt đối với chó hâm mông cọc đuôi. Thế nên là cái việc mà khi chúng ta đón những con chó trưởng thành mà từ trên bản về ấy, thì chúng ta phải mất thời gian làm quen, rồi để làm cho con chó nó phải tự tin, rồi nó phải tin vào mình, nó phải thấy và nó coi mình là một người chủ. Thì mình thấy rằng đây cũng là một cái đặc điểm rất là tốt, một cái đức tính rất là tốt ở con chó hông mông cọc đuôi. Ở thời điểm hiện tại thì cũng do là yêu quý đối với cái dòng chó hông mông cọc đuôi này, thế nên nhiều anh em thì rất là quý chó đấy, nhưng do điều kiện nhà thì chật hẹp, nên là chúng ta nuôi thì nuôi trong lồng, rồi nuôi trong nhà, nó sống với mọi người, nó rất là thân thiện. Và nó đi ra ngoài thì nó cũng được giao tiếp với người nhiều, đường, phố, xe, cộ, rồi chó, mèo khác. Nên dẫn cái việc là con chó hâm mông cọc đuôi cảm giác là nó thân thiện và nó thuần hóa hơn. Cái khả năng canh gác thì vẫn tốt, nhưng mà cái khả năng mà quyết liệt mà khi có người lạ vào ấy, thì đối với những con chó như vậy thì thường thường nó sẽ giảm và nó kém đi rất là nhiều. Vậy nên là qua những cái hành vi của con cún như thế thì khi quá trình chúng ta nuôi ấy, thì chúng ta cố gắng làm sao để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Điều kiện nuôi tốt nhất, lý tưởng nhất đối với con chó hông mông cọc đuôi đó là chúng ta nuôi thả rông. Ví dụ nhà mà có tí sân, tí vườn thì nó là quá tuyệt vời. Và khi đó chúng ta mới thấy được là nó phát huy hết cái khả năng về canh gác bảo vệ lãnh thổ nó này như thế nào. Và một điểm nữa là do sống trên vùng đồi núi cao cộng với lại khí hậu khắc nghiệt. Thế nên là bạn nhìn những con chó hông mông cọc đuôi ở trên bản, nó một là thứ nhất là nó rất cơ bắp. Cái thứ hai nữa là nó có cái mắt, đặc biệt là cái ánh nhìn nó có một cái gì đó nó rất hoang dại. Và nó có một cái gì đó nó rất chi là khó tả. Nếu như anh em nào hay đi tầm cọc là bắt được hay những cái con cọc to đấy thì anh em đều thấy rằng là riêng cọc bản thì nó có cái thần thái nó hút hồn luôn. Những con cọc dưới xuôi không bao giờ có những cái thần thái như thế được. Cái ánh mắt nó nhìn thôi nó cảm giác nó có cái gì đó nó hơi lạnh lùng, nó hơi có gì đó nó xa xăm và có một cái gì đó nó rất quyết liệt trong cái ánh mắt của con chó. Với cái địa hình đồi núi và địa bàn rộng nên con chó nó được vận động và đi lại rất là nhiều, dẫn đến là con chó hông mông cọc đuôi ở bản nó cơ bắp rất là tốt. Nhưng về đây chúng ta thì ăn thì tốt đấy, vận động thì không nhiều. Thế nên dẫn đến cái việc là con chó nó rõ khung phát triển thì bây giờ rất là to. Thế nhưng mà cơ bắp thì không có. Đa phần là chó to béo thôi chứ còn thì cơ bắp không có. Mà nhiều con là chăm quá thì béo ị, có khi hỏng cái chân. Và đó là chó trên bản thì tai dựng tự nhiên nó là điều đương nhiên. Nhưng mà chó ở dưới xuôi này thì toàn phải dán tai thôi. Cái cấu trúc tai nó là một chuyện. Nhưng mà nhiều khi chăm quá cái tai nó lũn nó không lên được. Chính vì thế trong cái video này thì nó cũng không có cái gì nhiều để nói với các bạn. Nhưng mà mình chỉ muốn gửi gắm tới các bạn một điều là con chó hông mông cọc đuôi nó là con chó canh gác. Cái thứ hai nó là điều kiện của nó sống ở trên núi cao. Nên là về cái vấn đề vận động cũng như là cái việc tiếp xúc với người, với khả năng bảo vệ. Thì chúng ta muốn nó phát huy mà hết cái công suất, hết cái năng lực của nó. Thì chúng ta cũng nên tạo cho nó những cái điều kiện làm sao để nó giống với cái môi trường mà nó đã từng sinh sống. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, con hổ là chúa sơn lâm dũng mãnh như thế nhưng mà nếu về vườn bách thú, đúng không? Cho vào trong lồng sắt ấy, nhiều ngày quá nó ủ rũ nó nằm, nó không còn hồn của chúa sơn lâm. Thế rồi là nó không phải đi săn bắt nữa. Thế nên cái ánh mắt, cái độ tinh ranh của nó không còn. Cũng chính vì vậy là để con chó nó phát huy được hết những cái tố chất, những cái bản năng của nó thì chúng ta cố gắng tạo điều kiện cái môi trường nuôi nó không được như là ở nơi quê hương của nó sinh ra. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng tạo nên một cái môi trường nuôi làm sao cho nó gần giống với cái nơi mà nó đã từng sinh ra, để nó phát huy được hết những cái tố chất, những cái bản năng của con chó hông mông cọc. Còn về khả năng săn bắt thì hông mông cọc đuôi săn bắt cũng khá tốt. Nhưng qua một số cái cuộc đi săn mà mình quan sát mình thấy ấy, thì cái cách săn của con chó hông mông cọc đuôi nó lại khác với lại cái cách săn của con chó Phú Quốc. Cái con Phú Quốc khi nó đi săn ấy, thì khi mà đàn chó Phú Quốc mà nó dồn được con mồi vào một cái bụi hoặc là một cái vùng nào đó nó quây lại rồi, thì những con phía trước là nó sủa để gây sự chú ý. Còn những con khác thì nó lao vào nó tấn công phía sau, nhưng mỗi lần nó cắn phát nó đều lao ra ngoài nó chạy.
Thế nên cái khả năng bị phản công lại để gây sát thương là rất là ít. Tức là con Phú Quốc nó tinh ranh. Mình phải ghi nhận là con Phú Quốc nó tinh ranh, nó không dùng sức, nó dùng mưu, nó dùng mẹo rất là tốt. Thế nhưng con Mông Cọc thì khác, con Mông Cọc thì lao thẳng vào chiến đấu hết mình luôn. Thế nên dẫn đến cái chuyện là gì? Nhiều khi anh em tổ chức đi săn, anh em sẽ thấy rằng là khi mà nó lao thẳng vào nó chiến đấu với con mồi đấy thì những con khác cũng lao vào theo ấy. Thì đôi khi mà nó lại sợ mất con mồi thì ngay kể cả chính những con chó hông, con cọc đuôi có khi nó còn chiến đấu lẫn nhau. Thế nên là nếu mà để mà nó đi săn được thành một cái bầy đàn ấy, thì là gần như chúng ta phải nuôi trong cùng một gia đình. Chứ còn nếu mà đưa những con nạ nạ mà cùng đến săn thì dễ xảy ra cái chuyện mà không phải nó đi săn nữa đâu mà nó quay sang nó choảng nhau. Bởi vì là mông cọc thì nó cứ lao thẳng vào nó táng luôn. Và cũng chính vì điều đó thì nó rất dễ hay bị chấn thương nếu như gặp đối thủ nó mạnh. Vì mấy lần anh em các câu lạc bộ tổ chức đi săn lợn hay là tổ chức đi săn dê đấy là mình quan sát rồi, cũng như là mỗi một lần mình ở nhà này, mình thả cho nó đi vào nó đuổi bò hay là nó đi bắt vịt, thì mình thấy là cái cách mà khi mà những cái con chó hông mông cọc đuôi này nó áp sát đối tượng thì cho dù to hay bé thì nó đều lao thẳng vào ngay. Nhưng mà con Phú Quốc thì nó lại săn khác hoàn toàn. Thì đấy cũng là một trong những cái điểm mà khi đi săn thì nếu anh em mà có thích tập đi chơi ấy, thì anh em phải lưu ý là nếu như đi săn những con mồi to lớn thì anh em nên nuôi vài con và anh em phải lên tập cho chúng đi săn cùng nhau. Thì khi gặp con mồi thì chúng không có cái phản ứng, là tức là tự chúng lại chiến đấu lại với nhau. Qua cái video này thì không có cái gì nhiều để chia sẻ với anh em. Thì mình chỉ muốn củng cố thêm cho anh em hiểu về việc là cái khả năng làm việc của con chó hông mông cọc đuôi đối với con người và những cái tính năng gì nổi trội của con chó hông mông cọc đuôi. Hy vọng rằng qua những cái chia sẻ như thế này thì anh em hiểu về con cọc hơn. Thì trong quá trình nuôi các anh em sẽ biết cách điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp để con chó nó phát triển tốt về mặt thể chất cũng như là về mặt thần kinh. Ngoài ra có muốn đi chơi hay đi săn thì anh em cũng phải biết được đặc tính của con hông mông cọc đuôi để làm sao là chúng ta tránh những cái rủi ro đáng tiếc xảy ra. Thì mình đã chia sẻ cho anh em về cách nhìn nhận đánh giá về một con chó hông mông cọc đuôi rồi. Thêm cái phần về tính cách cũng như là cái công năng của chó hông mông cọc đuôi và cả những khó khăn trong quá trình nhân giống trong thời điểm hiện tại. Chỉ còn thiếu mỗi duy nhất là nguồn gốc con chó hông mông cọc đuôi. Nhưng như vậy là đã khái quát khá đầy đủ về hình thể cũng như tính cách đối với con chó hông mông cọc đuôi. Nếu anh em còn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì xung quanh con chó hông mông cọc đuôi này thì hãy comment ở phía dưới bài viết. Mình sẽ lại cùng trao đổi với anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và nếu như những chia sẻ của Bằng Đoàn TV anh chị em thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cái giá trị này cho nhiều người cùng biết. Nhớ bấm vào like để ủng hộ Bằng Đoàn, cho Bằng Đoàn có động lực làm những video tiếp theo. Anh chị em có thắc mắc hay muốn Bằng Đoàn chia sẻ về điều gì thì hãy comment ở phía dưới bài viết này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Bằng Đoàn TV, hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để được theo dõi những video mới nhất của Bằng Đoàn TV chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.